hơn nữa. Địa đạo rồi sao? Giờ nghèo quá lỡ rồi không nhiều luôn đó, không khổ quá là khổ luôn đi, cái đó cũng không được đạo. Hai vì ngồi trách đời trách người, hai vì ngồi để mà than thân trách phận, hai vì ngồi đã phiền não đau khổ, thì tại sao đã biết vô lượng kiếp và hiện tiền có một sự liên hệ lắm nha, thì hôm nay hãy bỏ cái khổ đó ra, hãy tiếp tục phấn đấu thì để cho còn kiếp sau mà, chứ đâu phải kiếp này là kiếp cuối cùng. Cho nên cái người mà hiểu đạo đó khổ không tha, cực không phiền, mà luôn luôn nỗ lực phấn đấu, nỗ lực để cải tiến cái nghiệp lực của mình, cải tiến phước báo của mình để cho vô lượng kiếp về sau không như kiếp này nữa. Cho nên á, ai mà làm gì cực khổ mà than thân trách phận, đời tôi sao bạc bẽo thì đừng ngồi đó mà than, đừng đó mà sầu. Thầy gọi là học cái câu của, học cái chữ của bà, của bà Diệu Hạnh, sầu tưởng lương, là ngồi đó mà thắt tha thắt thẻo, ngồi gọi là buồn tình mà cứ ủ dột. Không, cái người biết tu không ủ dột. Cái sầu tưởng lương đó bà kể cho ông thầy Giác Thanh đó, nó không sầu tưởng lương, thầy sầu lương tôi nói rồi đó. Cái người biết tu không có ủ dột, không có để đau khổ nhận chìm mình, mà từ cái đau khổ đó, từ cái phiền não đó luôn luôn tìm cách nhô lên, luôn luôn tìm cách để phát triển, đó cũng là biết tu. Còn để cho cuộc đời nó làm cho mình khổ đau rồi mình buông xuống cuộc đời, sống trong cái tình cảnh tiêu cực, thì đó là tại vì mình không biết tu. Tu là gì? Tu là chuyển đổi từ một cái người bị nghiệp lực sang một cái người có phước báo. Tôi nhớ có một giai đoạn má tôi buồn lắm, mà cái nỗi buồn đó hình như có lẽ ra tôi mình không nằm trong hoàn cảnh đó thì mình này là nhỏ không hiểu, nhưng mà thấy có lẽ bà buồn. Tôi thấy má tôi là một người ở mua chỉ màu đó, rồi mua cái bàn trắng, mua giấy trắng để làm gì? Thiêu, thấy không? Tôi rành lắm, bàn trắng là biết cái đồ để căng cái giải ra, mua chỉ là thiêu. Rồi bà bắt đầu lấy cái là căng khê đó, hoặc là lấy cái mẫu để mà vẽ con vịt, con gà gì, cái bông sen rồi đó, căng vô miếng giải đó rồi căng cái giải là thiêu. Rồi cái mà thiêu vậy một thời gian thì rất là trong nhà có rất nhiều áo mới thiêu, mà cái nỗi buồn đó hoài. Thành ra con người mà biết phấn đấu đó, người ta tìm trong lúc đau khổ phiền não nào đó, người ta tìm những cái cách làm để cho cái tư tưởng yếm thế tiêu cực đó nó qua đi, nhưng mà vẫn có cái lợi ích rằng đó là cái chủ trương của đạo Phật đó. Thay vì ngồi sầu tư lương thì nên làm cái gì đó để cái nỗi sầu nó giảm mới, mà cái lợi ích nó có sao nào. Cũng như vậy đó, tại vì tất cả mọi người ở đây trong lúc buồn khổ mình phải nhận định lại, mình phải biết rõ ràng đó là kết quả tự nhiên mà mình đã gieo. Bây giờ mình phải chịu, nhưng mà chịu không có nghĩa là ngồi đó để chấp nhận, mà tìm cách thoát đi. Không phải thoát đi ở ngay đời sống này, mà còn thoát đi cái khổ của đời sống tiếp sau. Cái đó là tích cực. Bây giờ trước khi thầy giảng bài này, thầy có những cái suy nghĩ, thầy biết, muốn viết những cái bài thật ngắn. Mình dịch ra tiếng Anh để cho các thanh niên đó nghe. Làm sao vượt khó khăn, làm sao vượt cái bế tắc nhân dân mà nhận nhớ. Tại vì thầy không biết nói tiếng Anh nhiều, thành ra thầy muốn dịch ra rồi cho người khác nghe những cái điều đó. Mà những điều đó là thật sự trong đời sống có. Làm sao đây có.
mà cái thoát không có gì hơn là con đọc. Quý vị có nhận định được điều đó không? Có thấy được điều đó không? Thay vì ngồi buồn thì buồn thế. Thay vì ngồi bệnh mà nó mà mình không biết chừng nào tôi chết thì bệnh thế. Thì thay vì mình bệnh thì còn ngày nào cũng sống ngày đó, còn làm cho ngày đó, tại sao mình phải ngồi đây? Thì nhờ đó mình không có bị cái bệnh đó, cái tư tưởng bệnh hoạn đó nó làm cho mình yếu đuối thế. Mình làm cực làm khổ, mình cảm thấy như sao cuộc đời mình vậy, đừng có lo. Ở cái này đã bị kiếp trước hưởng rồi, mà bây giờ làm nữa đi để cho kiếp sau nó sướng hơn chứ. Chứ ngồi đó mà đã khổ rồi còn trách trời trách đất, trách rồi còn trách người lung tung á, thì cái khổ vẫn khổ mà không có cái gì tốt hơn. Hãy tích cực phấn đấu, hãy tích cực cái sự sống, thì cái niềm vui kế bên sẽ có và phước báo nó vẫn có ở kiếp sau. Quý vị nghe thầy câu đó, nhớ câu đó và ghi rõ câu đó. Trong lúc bất cứ trong cuộc đời chúng ta, ai cũng có những cái bế tắc, ai cũng có những khổ đau, ai cũng có những giai đoạn gọi là phiền não. Không ai trên thế gian này không có cả. Nhưng mà lúc đó nhớ lời lời của thầy nói, không để cho phiền não nhận chìm mình, mà hãy tích cực phấn đấu để cho phiền não được thoát qua, mà phước báo nó sẽ tăng cường. Người ta nói một câu, hãy biết biến gì? Biến đau khổ phiền não thành sự thành công. Cho nên cái giáo lý nhà Phật và chính Đức Phật thấy điều đó. Cho nên nếu ai hiểu được giáo lý nhà Phật thì thấy rằng Đức Phật mình chủ trương hướng dẫn con người sống ở thế gian này lúc nào cũng đóng góp, lúc nào cũng tích cực. Mà hạ không có đóng góp cái tích cực thì phiền não thoát qua, mà mình lúc nào cũng có niềm vui. Vậy cuộc đời này đâu có khổ đâu. Rồi nãy giờ nói những người khổ không à, rồi tích cực những người giàu thì sao? Thôi tôi giàu đâu có sợ đâu, à, tôi khỏi làm nữa tôi cũng ăn mà. Không, núi của bằng núi mà ăn lâu nó cũng cạn, nó cũng sập. Người giàu người có thì phải nhớ tiền đẻ ra tiền mới là người khôn. Mình có điều kiện mình nên làm nữa, làm tốt nữa để như vậy, để cho kiếp sau hiện tiền mình có cho thì có vui, lấy chưa chắc vui mà cho thì vui. Có đúng vậy không? Cho ít vui, cho nhiều cũng nhiều, mà cho mà biểu người ta trả lợi thì vui lắm, mà cho mà không có nghĩ tới cách để người ta trả ơn trả nghĩa cho mình thì vui nó lớn, đúng không? Cho nên cho thì vui, mà càng cho nhiều thì vui nhiều. Vì vậy chúng ta giàu là có do phước báo từ kiếp trước, thì hiện tiền này chúng ta cũng phải tiếp tục để cho để vui. Đừng nghĩ lại giàu cái cuộc sống sang cả này rồi thọ hưởng thì có quy trình đó chưa phải là điều tốt. Chính điều đó Đức Phật dạy chúng ta, dạy rất rõ ràng mà rất là cặn kẽ. Chúng ta hãy thực hiện Bồ Tát hành. Thứ nhất là cho, và càng cho càng cho thân mình, cho tâm mình, cho sức khỏe mình, cho trí tuệ mình, để người khác được chung hưởng thì mình sẽ mà phước báo sẽ tăng. Thì thứ hai là nhẫn nhục, nhiều khi cho rồi cũng phiền lắm, phải nhận, phải chấp nhận. Không ai đến thế gian này không ai hài lòng gì mình, mà cũng đến thế gian này tại vì mình không hài lòng gì người ta, chứ người ta không hài lòng gì mình. Chứ nếu mình hài lòng tất cả mọi người thì mọi người cũng hài lòng như mình. Quý vị biết làm sao để tất cả mọi người đều hài lòng như mình không? Thì mình hãy hài lòng như mọi người. Tại tâm mình chưa hài lòng, cho nên mình không thấy ai hài lòng như mình hết.